Hôm nay Ủy ban bác ái Caritas của giáo phận Thanh Hóa đến thăm anh Nguyễn Đình Binh và chị Tống Thị Gái. Đây là một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, rất là khó khăn. Tống Thị Gái, còn cháu thì là tên gì? Nguyễn Đình Công. Nguyễn Đình Công. Vậy là hai anh chị chỉ có một cháu thôi. Chỉ có một cháu, mà cháu Công năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Cháu 16 tuổi rồi. Cháu 16 tuổi. 16 tuổi mà cháu bị bệnh từ bẩm sinh à? Cháu bị bẩm sinh. Từ lúc sinh ra đến giờ là cứ như vậy thôi. Vâng, chẳng trải qua ai trông coi được cả. Không có ngồi lên được. Không không ngồi lên được, Không nói được. không nói được, móng không cầm ăn được. Không cầm ăn, không xúc cơm ăn được. Vâng, không xúc được phải từng. Rồi rồi vệ sinh cũng không có vệ Vâng, sinh cái không gì không được vệ hết. sinh cũng không nó không không tự túc được Tất cả đều đều phải bố mẹ phải chăm cho hết. Vâng, người Chứ tại sao lại có một cháu thôi, một con cháu thôi? ở nhà em bị bệnh cao huyết áp Ồ. rồi, người ta bác sĩ bảo là không không thể nuôi được Không được, không không thể. nên là bác sĩ họ thấy phải trực sản thôi, không 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 thể đẻ được. Tức là mình có bệnh nó chỉ đẻ được một một cháu mà nó bị bệnh tật như vậy là không thể đấy được nha. Rồi. Bác sĩ phải phải trực sản không thể đẻ được. Rồi, bây giờ bố mẹ bố bố thì có bệnh gì không? Cháu bị bà bốn bị thần kinh bẩm sinh, Ồ. rồi lại viêm phế quản mãn tính nữa, về bị bệnh là viêm phế quản nữa. Tức là tính tình không có bình thường. Đúng không? Vâng, Bị không bận tâm. thần kinh đó. Vâng, về bị thần kinh nó bẩm Bẩm sinh. sinh. Rồi bây giờ là viêm phế quản nặng. Vâng, rồi bị viêm viêm phế quản nặng ra Vậy. Cho nên là người người được khóc vậy đó nha. Cũng không có đi làm được cái gì hết. Vâng, không đi làm được cái gì cả. Rồi còn còn chị thì sao? Em thì là cũng bị thoái hóa cột sống thắt lưng và Thế cũng à, không đi làm được. Và rồi thằng cháu này cũng không có ai trông được, nhà ai ạ. Mà lúc nãy thấy cái lưng của chị cũng còng còng nha. Vâng, vì tại thoái hóa cột sống thắt lưng là đi khám rồi để cái u mỡ đây nữa, rồi bác sĩ quay lại để điều trị, không thể điều trị được, không thể nằm viện được. Vì cháu đây 16 tuổi là không thể ai quay cho ăn uống được cả cái lá này. Với lại cũng không có tiền để mà nằm viện Vâng, đúng không không? qua không cũng không có tiền để nằm viện để phải điều trị được nữa ta. Vâng, qua cái trước cái u rõ tua cái kinh chèm một cái mạch máu rồi Ồ, vậy phải à? khóc, phải khóc khóc cái kêu bác ở trung miền Nam, bác ở viện Phải đấy phải khóc lóc rồi kêu phải. bác về nha. Rồi bác tua tiền rồi phải tòa nhà để rồi phải cố tình phải nhà để mượn nhà người quay cái rồi phải đi mổ có kinh rồi người ta ăn chặn cái mạch máu này. Chết rồi, bây giờ là cả nhà bệnh này nha. Vâng. Chị rồi chị gái cũng bệnh này, anh Binh cũng bệnh này, cháu Công cũng bệnh. Một nhà có ba người thì cả ba người đều bệnh hết. Cho nên là sống không có đi làm được, sống nhờ vào lòng hảo tâm Vâng, nhà của hảo tâm với nhân bên trợ cấp của nhà nước. cấp của nhà nước vậy thôi. Còn lòng hảo tâm của mọi người đây giúp đỡ cho gia đình được cái gì thì biết cái đấy vậy thôi. Bên là báo chí rồi đây. Nhà cửa đó. Chết rồi, người ta được 10 đứa con đều tốt đẹp mà mình được một đứa con thì nó lại như vậy thì chị cảm thấy như thế nào? Buồn lắm nha nhỉ. Buồn lắm à? Rồi cũng chẳng muốn đi mua cả, rồi cũng đang nuôi, rồi sau này thì có tuổi rồi ta phải trong trong nhà ai được các anh ạ. Chứ tại sao lại không muốn đi mua? Rồi chờ thua cũng biết là đi ra rồi, rồi cũng buồn lắm các anh và các Với lại đi ra ngoài tuổi thân đúng không? tuổi thân là rồi đúng rồi. Tuổi thân thấy con người ta thì nó bằng nấy là nó đi 16 tuổi là năm nay thì đang đi học rồi đó. Mà con của mình thì từ xưa đến giờ, từ lúc sinh ra đến giờ thì cứ nằm trên giường như vậy. Cho nên đi ra ngoài tuổi thân. Tuổi thân vì con thì ít, tuổi thân vì chồng thì nhiều nha. Rồi cái số phận nhà mình nó cũng hầm hầm hiu nha. Nó không có được bình thường như những người khác nha. Ra ngồi trong nói chuyện với chị tí.
không chịu cảnh vất vả nhưng mà thôi cứ vui thì nó đỡ bệnh đi. Hôm nay đây là các cha nhé, các cha bên nhà thờ nhé, các cha bên nhà thờ đạo. Tinh thần nó quan trọng. Mình nó đỡ bệnh tật. Thế chỗ khối u đây thì mình lấy rượu với đây nghệ á. Mình giá nghệ rồi sau này trộn cái rượu rồi bóp cái đắp vào đó. Cái chỗ lưng đó thì lấy cả nghệ cứu nữa. Nghệ cứu nghệ. Rồi sau mình dò sao với đây. Sao nghệ cứu này. Lại còn hở van tim nữa. Rồi rồi nha. Tim đập nhanh là hở van tim rồi các bác ấy, Rồi có những lúc mà tim nó đập loạn xạ đi à? Vâng, các bác đều nằm viện có được không thấy nữa cả các bác về phải xin đơn để đến để thuốc mềm. Ồ vậy à. Về rồi nhà cái yêu tế y tá anh em xã đây thôn đây. Vâng vâng. Và các bác chỉ để chỉ dạy cho phải uống mà. Anh năm nay 50 tuổi chưa? Hơn chưa? 62. 62 rồi. Ông Bình là 62 đó nha. Vâng. Em năm nay 47 rồi. 47. Ồ, 47 à? Rồi bây giờ thì anh thì bị bệnh thần kinh từ bé nữa, còn có chị tỉnh táo thì lại bệnh tật hở van tim rồi là cột sống rồi là u huyết rồi là cao huyết áp rồi là đủ thứ nha. Đi nuôi con như vậy. Thà Dương thấy cái ngày cứu cái này của nghệ á rồi sao phải không? Rồi đổ lấy rượu đắp vào cái chỗ lưng đâu. Ô chào bà nha. Vâng, bà khỏe không bà? Tối thì sao không khỏe. Chào bà. Chứ nhà bà gần đây không? Gần đây mà. Ô bà gần đây luôn. Ô vậy. Đó. Đây là hôm nay là có hai cha này. Hai cha đây là cha Dương nhá. Cha Dương với Tòa Giám Mục thì đã về đây thấy gia đình này hoàn cảnh quá cho nên là về để thăm nhá. Chị có bao giờ nghe nói về các cha đạo không? Có chứ nhỉ. Đây là cha đạo này, đây là cha Thường, đây là cha Dương này nhá. Bên nhà thờ đạo á thì và chuyên đi làm bác gái từ thiện. Thế mà ai bà gần đây à? Bà gần đây. Chuyên đi làm bác gái từ thiện, những ai có hoàn cảnh khó khăn đó thì đến để mà cứu giúp nhé. Rồi. Rồi hôm nay này có hai cha dưới Tòa Giám Mục Thanh Hóa nhé, các cha đạo đó, nghe giới thiệu về hoàn cảnh gia đình của mình á. Nhà có ba người mà cả ba người đều bệnh cả, bố thì bị thần kinh thì bé, rồi là bị cái gì phổi nhỉ? Viêm phế quản mãn tính. Còn mẹ đó, chị gái ở đây thì lại bị cái cột sống lại như bà còng á. Mới có 47 tuổi thôi mà lúc nãy thấy chị đi mà như bà còng, rồi là bị hở van tim, rồi là bị cao huyết áp, và hai vợ chồng ấy bị u nữa đủ mọi thứ u ở trên người á. Là hai vợ chồng đẻ được một đứa con thôi thì lấy tàn tật từ bẩm sinh, cho nên là bây giờ sống nhờ lòng hảo tâm của mọi người vậy thôi. Chính vì vậy cho nên là hôm nay là các cha đến để giúp đỡ cho gia đình, đây là 10 triệu đồng nhé. Và đây là số tiền là 10 triệu đồng của các ân nhân của trai sát sinh hóa nhé. Rồi, được rồi, 10 triệu đồng ở đây là của chị Lisa Đỗ, chị Trang ở trong Sài Gòn, chị Anna ở quận 9, chị Nguyễn Thị Thu Thanh, anh Đinh Văn Long, cô Kim Klaus, cô Huệ Anh Vũ Bùi, chị Cindy Đỗ, chị Paulette Vũ và chị Thủy Dương. Đó là các ân nhân giúp đỡ cho nhà mình là 10 triệu đồng để rồi cho cháu nhá, để chữa bệnh nhá. Rồi bây giờ chị gái có đôi lời. Rồi gia đình này đã qua trò rồi, cảm ơn bên nhà giáo rồi, bên nhà hảo tâm rồi, có chút quà rồi giúp đỡ gia đình rồi, gia đình xin cảm ơn. Và gia đình xin cảm ơn rồi, rồi đã nghe ta rồi gia đình rồi. Vâng, và xin cảm ơn nhà hảo tâm là bên nhà giáo rồi. Các cá nhân được rồi. Rồi thì ngoài số tiền là 10 triệu ra thì đây còn có mì gói để cho
Rồi mình ăn nhá, ăn sáng nhá. Mì tôm ở đây với lại quả ở trong cái túi này, nhiều thứ quả lắm. Rồi đây là mình gói đây là của cô Hồng Kông, Hồng Kông Nail Supply ở bên Minnesota. Rồi xin thay lời cho gia đình anh Minh và chị gái với cháu Công ở đây xin hết lòng hết lời. Xin chân thành cảm ơn các ân nhân của ca Tát Thanh Hóa, cảm ơn các ân nhân rất là nhiều đã luôn đồng hành cùng với ca Tát Thanh Hóa để giúp đỡ cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Cha Dương hôm nay cha mới đi với bà gái một bữa thì cha thấy hoàn cảnh gia đình này như thế nào, cha Dương? Thưa cha có đôi lời phát biểu cảm tưởng. Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, vất vả, cho nên cần phải sống ở sự trợ giúp của các ân nhân xã hội. Đây là một gia đình mà cần có mọi người quan tâm giúp đỡ trong cái đời sống thì mới có thể qua ngày qua tháng rồi. Vậy mà anh chị cũng nói đây cái lòng biết ơn tất cả mọi người và cũng cầu chúc cho gia đình được đón nhận được cái điều tốt lành nhất. Xin Chúa Thượng Đế cũng ban cho gia đình được vui vẻ. Cảm ơn các ân nhân rất nhiều. Cảm ơn Trần Dương. Thì đây là các cha đạo nhá, lâu nay chỉ có nghe thôi chứ hôm nay được gặp trực tiếp nhá. Các cha đạo thì thấy các cha đạo làm sao? Đúng rồi, rồi mình cha rồi cũng rồi, rồi thương người nghèo, thương người nghèo, đúng rồi, người nghèo, người bệnh, người nghèo, rồi bên nghèo, rồi người rồi cảm ơn bên nhà giáo rồi bên bởi vì Chúa yêu thương tất cả mọi người, cho nên là các cha cũng đem tình thương của Chúa đến để trao ban cho tất cả mọi người, nhất là những người nghèo khổ bệnh tật giống như gia đình của mình nhé. Rồi chúc cho gia đình được khỏe mạnh bình an nhé, được khỏe mạnh nhé. Rồi xin hết lòng cảm ơn nha. Gia đình xin cảm ơn đã có xin cảm ơn cả.